Năm. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Ghenesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng, hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, do vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Fierro thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, Lại Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia cưa và giăng con CBD là những kẻ đồng bạn với Simon, cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo ngài. Đức Chúa Giêsu đương ở trong thành kia. Có một người mắc bệnh phun đầy mình, thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng, Lại Chúa, nếu Chúa khứng chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giêsu giơ dơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng, Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phun liền hết. Đức Chúa Giêsu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngư được sạch theo như mua xe dạy để điều đó làm chứng cho họ danh tiếng ngài càng ngày càng vang ra và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe ngài và để được chữa lành bệnh xong ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện một ngày kia đức chúa giêsu đang dạy dỗ có người pharisi và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ galilee xứ jude và thành Jerusalem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn treo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ bèn phán rằng: người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pharisi ri -si bèn nghị luận rằng, Người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ cất tiếng phán rằng, Các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng, tội ngươi đã được tha. Hoặc rằng, ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn? vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội ngài phán cùng kẻ bại rằng ta biểu ngươi đứng dậy vác giường trở về nhà tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen đức chúa trời ai nấy đều sững sờ ngợi khen đức chúa trời và sợ sệt lắm mà nói rằng hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường kể đó đức chúa giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê Vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê Vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy, đi theo Ngài. Lê Vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người pha ri -si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng, cho các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội chúa Giêsu phán cùng họ rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc Xong là người đau ốm ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải Xong gọi kẻ có tội họ thưa ngài rằng môn đồ của dân thường kiên ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống ngài đáp rằng trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình các ngươi dễ bắt họ phải kiên ăn được sao song đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiên ăn vậy ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ nếu vậy áo mới phải rách và miếng rẽ mới cũng không xứng với áo cũ cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong, rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Chương 9. Đức Chúa Giêsu -xu xuống thuyền lại, trở qua biển và đến thành mình. Này có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa giê -xu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng, Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng, Người này nói lộng ngôn. Xong Đức Chúa giê -xu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng, Nhưng sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi thì lời nào dễ nói hơn vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội thì ngài phán cùng người bại rằng hãy đứng dậy vác lấy giường mà trở về nhà ngươi người bại liền dậy mà trở về nhà mình đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắt giường ấy. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi. Thế một người tên là Má-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế bèn phán cùng người rằng, Hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo ngài. Và đang khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Má-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người pha ri si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng, Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Chúa giê -xu nghe điều đó bèn phán rằng, Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Khi ấy, các môn đồ của dân đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, cớ sao chúng tôi và những người pha ri si kiên ăn, còn môn đồ thầy không kiên ăn? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ thì họ mới kiên ăn không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ vì nếu làm vậy miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ và đằng rách trở nên xấu hơn cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ nếu làm vậy thì bầu nứt rượu chảy ra và bầu phải hư song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề đang khi Đức Chúa Giêsu phán các điều đó, xảy có người ca nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng, Con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giêsu bèn đứng dậy cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng, nếu ta chỉ rờ áo ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Khi Đức Chúa Giêsu đến nhà người ca nhà hội thấy bọn thổi sáo và chúng làm om sòm thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào. Cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy. Tin này đồn ra khắp cả xứ đó. Đức Chúa Giêsu ở đó ra đi. Có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng, Hỡi con cháu vua David xin thương chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng, hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng, lạy Chúa được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Giêsu lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này. Xong lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng, không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Nhưng người pha -si lại nói rằng, người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Đức Chúa giê -xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên, không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gạt thì thật trúng, song con gạt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gạt, sai con gạt đến trong mùa mình.